Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cắt nọc độc của rết. Hiện tại tôi đang bắt trên tay là một con rết dài khoảng 20cm. Đó. Ui chích chà. Các bạn khi mà bắt rết á, các bạn để ý nha. Núm ở gần đầu, vị trí gần càng cái đầu càng tốt. Bởi vì các bạn bắt ở vị trí phía sau đuôi. Ây da. Ở phía sau đuôi hoặc là phía sau thân á, là con rết á có thể quay lại cắn vào tay các bạn. Mà con rết lớn này nó mà cắn các bạn thì khỏi phải chê đi, cứ đi nhập viện là vừa. Giờ các bạn để ý phía đằng sau đây nha. Lúc mà các bạn bắt bằng tay không á, sẽ rất dễ bị cái móng vuốt của con rết nó bấu vào, rất là đau. Giờ tôi sẽ bỏ vô lại trong cái hồ này và tôi hướng dẫn các bạn bắt còn lại con rết này. Đầu tiên để bắt rết á, các bạn cần có cái dụng cụ gọi là nhíp. Thì cái nhíp này các bạn có thể đến mua ở các tiệm thủy sinh. Cái này nhíp để trồng cây thủy sinh rất là hiệu quả trong cái việc mà bắt con rết. Giờ tôi hướng dẫn các bạn kẹp ngay vị trí đầu của nó nè, để tránh nó có thể cắn lại các bạn. Đó, các bạn thấy cái nọc độc của nó không? Nó đang bè, nó đang phun ra đó, đó. Rồi quay cái cảnh anh bỏ vô nè, để cho mọi người thấy là con rết này cực kỳ khỏe. Đó, quay cái cảnh rết đang bò nè. Đó, mọi người thấy không? Con rết cực kỳ khỏe nha. Chứ không phải tôi bắt mà tôi chơi với con rết mà yếu và bệnh đâu á. Đó, lúc mà các bạn để ý nè, bắt con rết á, bạn dùng cái kềm á, cái kẹp á, kẹp vào thân của con rết. Để mà an toàn á, các bạn kẹp chặt nha. Bởi vì kẹp chặt con rết của các bạn nó không chết đâu. Còn mà các bạn mà kẹp lỏng quá, con rết nó mà rớt ra là nó sẽ chạy lung tung trong nhà á. Để mà cắt được cái nọc độc của rết á, cái yêu cầu của các bạn là kẹp làm sao mà càng gần vị trí đầu của con rết càng tốt. Để chi? Sau khi mà kẹp được đầu của, kẹp được người của con rết xong á, các bạn á cho con rết xuống dưới đây, xuống dưới nền nhà. Để chi? Để các bạn có thể thấy được cái đầu của con rết. Và các bạn dùng ngón tay đè cái đầu nó xuống. Không? Khi đè cái đầu nó xuống á, các bạn sẽ thấy được hai cái nanh độc của nó bắt đầu bè ra. Đó. Lúc này các bạn có thể bắt bằng tay được nha. Đó. Lúc này thì cái việc mà cắt cái nọc độc của con rết rất là dễ. Các bạn thấy rõ hai cái nanh độc của nó không? Đó, cứ vậy đưa kéo lên và cắt thôi. Em trai lại cắt giùm anh đi, anh bị trái tay quá. Thôi khỏi cũng được. À, nếu mà các bạn trái tay quá, các bạn có thể bỏ tay này qua tay khác. Rồi bắt đầu các bạn bắt đầu cắt đi cái nanh của nó thôi. Cái việc cắt cái nanh của nó thì con rết không có chết nha, chẳng qua nó mất đi cái nọc độc của nó thôi. Và con rết nó vẫn có thể sống và tiếp tục săn mồi được. Đó. Như các bạn thấy tôi mới vừa cắt cái nanh độc của nó, đồng thời cái độc của nó cũng tuôn ra đó. Đây, hai cái nanh. Vậy là xong. Con rết đã bị vô hiệu hóa. Lúc này á, các bạn có thể cầm và để con rết ở trên tay hoàn toàn tự nhiên được. Bởi vì lúc này nó không còn cắn bạn nữa. Nọc độc của rết được vô hiệu hóa. Đối các bạn chơi cá cảnh mà để cho rồng ăn á, thì cái việc mà cắt đi hai cái độc này rất là quan trọng. Bởi vì lúc mà con rết nó còn khỏe mà các bạn cho con rồng ăn trực tiếp hoặc con cá ăn trực tiếp á, thì cái việc con rết quay lại cắn con rồng hoặc con cá là chuyện bình thường. Cá của bạn có thể bị chết do độc của rết. Xong. Vậy là xong, vô hiệu hóa được một con rết. Xin chào các bạn. Đây là cá cảnh Sài Gòn 246.